Satoshi đã thu phục Snorlax trong tập 35 của anime Pokemon với tựa đề là Truyền thuyết về Ratini. Trong tập phim này, Satoshi và nhóm bạn của mình đã đến một khu vực có đầy đủ các Pokemon bản địa. Sau khi có một số trận đấu, Satoshi tình cờ gặp Snorlax đang ngủ trên một cây cầu. Satoshi muốn thu phục nó, nhưng việc này lại không dễ dàng một chút nào. Wait a minute. What the fuck was that? Được rồi, những gì mình vừa đọc là do AI viết ra. Khi mình bảo nó hãy mô tả lại quá trình mà Satoshi thu phục Snorlax thì nó đã cho ra kết quả như thế này. Và những thông tin này là hoàn toàn sai. Thật sự thì bọn này sẽ xâm chiếm trái đất trong tương lai thiệt hả? Để tránh việc những bạn nhỏ sau này bị sai lệch kiến thức về anime Pokemon, cũng như mình muốn ôn lại kỷ niệm cùng với anh em ở đây, nên đây sẽ là một series hoàn toàn mới trên kênh của mình, nơi mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ hành trình của những Pokemon từng đồng hành cùng với Satoshi hoặc một số nhân vật khác. Mở bát cho video đầu tiên sau khi kênh được 100.000 sub sẽ là Snorlax. Sao mình lại chọn Pokemon này á? Đầu tiên là do mình thích, tất nhiên rồi. Phần còn lại là do càng ngày mình càng thấy bản thân giống với Snorlax, kiểu béo nè, lười, ăn nhiều và ngủ nhiều. Mình cá là một vài bạn ở đây cũng vậy. Nên là còn gì tuyệt hơn khi nói về một Pokemon mà không khác gì bản thân. Nghe cũng thú vị đó chứ. Ok, liên thiên như vậy đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta vào video. Tập phim mở đầu với hình ảnh cả nhóm Satoshi đang lang thang trên biển. Nơi mà họ đang đến là một quần đảo gồm 7 hòn đảo nhỏ. Nơi đây nổi tiếng với việc trồng ra những quả bưởi cực kỳ ngon và căng mọng. Khi cả bọn đặt chân lên hòn đảo đầu tiên, Satoshi đã nhanh tay hái trộm một quả bưởi và ngay lập tức bị chị này bon một phát. Tại sao chị gái xinh đẹp này lại hung hăng như vậy? Thì ra trên hòn đảo này đang xảy ra tình trạng hái trộm bưởi với số lượng lớn mà người dân ở đây vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của kẻ trộm. Nên mọi người thường rất là cảnh giác khi nhìn thấy những người lạ mặt tiến đến quần đảo của họ. Không lâu sau đó, người dân đã tìm thấy kẻ tình nghi. Cả bọn cũng nhanh chóng tiến đến để xem mặt mũi của kẻ siêu trộm hoa quả trông như thế nào. Khi đến nơi thì bất ngờ chưa, kẻ trộm bấy lâu nay lại là một con Snorlax. Với tốc độ ăn và cách ăn cả cành cây của nó thì không bao lâu nữa nó sẽ ăn sạch bưởi của cả khu vực này. Mọi người đã đưa ra quyết định sẽ thu hoạch toàn bộ số bưởi còn sót lại trên đảo nhằm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Nhóm Satoshi cũng muốn giúp một tay. Rất nhanh chóng cả bọn đã thu hoạch được rất nhiều bưởi, nhưng đó không khác gì dọn cổ mời Snorlax đến ăn. Giỏi lắm các bộ trưởng. Satoshi đã dùng Bulbasaur để ngăn chặn tên trộm to xác kia lại, nhưng mọi đòn tấn công của chú ếch đều không hề hấn gì. Thậm chí Snorlax còn dùng phi đao lá của Bulbasaur để gọt trái cây, sau đó cảm ơn cậu ta bằng một cái ôm. Rất nhanh chóng Snorlax đã ăn sạch bưởi của cả một hòn đảo. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ dừng lại ở đây, nhưng bất ngờ lần hai, con Snorlax này biết bơi, thậm chí bơi còn giỏi hơn cả tôi. Khi Snorlax di chuyển đến hòn đảo thứ hai, nó ngay lập tức ăn hết số bưởi mà đội hỏa tiễn đang định lấy cắp, khiến họ cực kỳ cay cú và quyết định hợp tác cùng với nhóm của Satoshi để trả thù. Bất chấp việc có bao nhiêu người ngăn cản, Snorlax vẫn thản nhiên ăn mọi thứ mà nó nhìn thấy. Từ bưởi nè, đến một chút protein từ Goldin của Kasumi. Nó còn dùng cả lưỡi của Lucky Tongue như một chiếc khăn lau, dù không biết lau xong thì nó sạch hơn được bao nhiêu. Vì Snorlax tỏ ra quá mạnh mẽ, nên mọi người đã nghĩ ra một kế hoạch là tập trung đưa con gấu béo này vào giấc ngủ bằng mọi cách, từ thôi miên như Kojiro, đến điếm cừu phiên bản Snorlax của Kasumi, và cái quái gì để không biết. Dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng hầu như không có cách nào tỏ ra hiệu quả. Mãi cho đến khi cả bọn tìm thấy Jigglypuff ở gần đó thì họ mới có thể khiến Snorlax thiếp đi. Trước khi tất cả rơi vào giấc ngủ, Satoshi cùng Pikachu đã nhanh chóng hạ gục và thu phục thành công sinh vật to lớn này. Vì Snorlax không yêu thích gì hơn là ăn với ngủ, nên phần lớn thời gian của nó là phải ở trong Pokeball. Vì khi được ra ngoài thì nó sẽ ngay lập tức thể hiện sự ham ăn của mình. Ví dụ như định ăn hết trái cây của những Pokemon khác, ăn sạch bữa tối của nhóm Satoshi, ăn Pokemon của thanh niên này và ăn luôn cái đầu của cậu ta. Cũng trong tập phim này, Satoshi đã vô tình làm vỡ quả cầu của Snorlax, và nơi duy nhất có thể sửa thứ này chính là trung tâm Pokemon ở thị trấn phía bên kia ngọn núi. Vì Snorlax đã lăn quay ra ngủ, nên cả bọn chỉ còn cách kéo cậu ta trên những khúc gỗ. Để tăng tốc độ, Satoshi quyết định cải trang thành một quả táo để dẫn dụ Snorlax chạy theo. Dù có thân hình khá là giống tôi, nhưng Snorlax lại rất nhanh nhẹn và suýt nữa thì nó đã chuyển sinh cho Satoshi. Sau khi đổi phương tiện di chuyển thành bè, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng phía trước họ lại là một con thác cao vút và dĩ nhiên là họ sẽ rơi xuống đó. Khi đến trung tâm Pokemon thì đội hỏa tiễn lại gây rối bằng việc lấy toàn bộ số hàng hóa cứu trợ từ nơi khác đưa đến. Việc này đã khiến Snorlax tức giận. Cậu ta đã né toàn bộ chiêu thức đến từ Mecha Meow, làm lệch hướng tên lửa, thậm chí là hấp thụ luôn Meow vào người và phản ngược lại đội hỏa tiễn. Để kết thúc mọi chuyện, Snorlax đã tung một đòn Hyper Beam cực kỳ uy lực. Sau khi giành chiến thắng, Snorlax đã lao đến chỗ thực phẩm cứu trợ, nốc một hơi xong lăn quay ra ngủ.
Dù ham ăn là vậy, nhưng một khi sinh vật này đã no bụng và không buồn ngủ, thì nó lại là một cỗ máy càn quét cực kỳ đáng gờm. Điển hình như trong tập 106, để bảo vệ Pikachu và Meow, Snorlax đã vật nhau với một con Rhyhorn khổng lồ. Và chỉ cần một Megapunch, nó đã khiến chú tê giác gia nhập đội hỏa tiễn. Trước sức mạnh đáng kinh ngạc kia, Satoshi muốn tận dụng nó để thi đấu tại Liên minh Oren. Nhưng tật ham ngủ của Snorlax đã buộc Sa phải dùng Tauros để thay thế. Trong chuyến hành trình tại vùng Johto, Snorlax đã được Sa để lại phòng thí nghiệm của giáo sư Okido. Dù dành rất nhiều thời gian để ngủ, nhưng mỗi khi Satoshi gọi điện về, thì Snorlax luôn tranh thủ xuất hiện để chào nhà huấn luyện của mình. Mãi cho đến tập 196, cả hai mới tái hợp khi Satoshi muốn sử dụng Snorlax để tranh tài tại đại hội sumo dành cho Pokemon. Mặc dù cậu ta đã ngủ trong suốt quá trình sơ tuyển và suýt nữa thì bỏ lỡ cuộc thi, nhưng rất may mắn Snorlax vẫn kịp tỉnh dậy khi nghe thấy phần thưởng của người thắng cuộc sẽ là một vương miện King Rock và đặc biệt là lượng thức ăn Pokemon dành cho cả một năm. Snorlax đã dễ dàng đưa Satoshi vào vòng chung kết chỉ bằng việc để đối thủ tự hút vào bụng của mình xong bay ra khỏi sân đấu. Trong trận chung kết, Snorlax phải đấu với Ferrari Gator của Raiden, nhà đương kim vô địch của giải đấu. Mở đầu trận chiến, Snorlax đã bị mất thăng bằng, nhưng nhờ đó cậu ta đã né được cú bắt của kẻ địch. Để thể hiện việc mình đứng đây không phải là do may mắn, Snorlax đã liên tục đỡ những đòn tấn công đến từ Ferrari Gator, nhưng vẫn đứng vững. Cậu ta hít một hơi thật sâu, dùng cái bụng đồ sộ của mình để hất văng Ferrari Gator ra thật xa, sau đó bồi thêm một cú đấm để tiễn các sâu xanh ra khỏi sân đấu. Sau khi giành chiến thắng, Snorlax đã lao đến núi thức ăn. Dù ban tổ chức thông báo nguồn lương thực này đủ để Pokemon ăn trong một năm, nhưng nó chỉ vừa đủ để Snorlax cảm thấy no bụng. Đồng thời Satoshi cũng có cho mình vương miện King Rock, thứ khiến Poliwhirl của Kasumi tiến hóa thành Politoed. Vì Satoshi không đủ khả năng để nuôi Snorlax với hơn 400kg thực phẩm mỗi ngày, nên cậu ta đã quyết định để nó ở lại viện nghiên cứu của giáo sư, cũng như cho nó thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Đến tập 256, Snorlax lại tái xuất để hỗ trợ Satoshi trong trận chiến với hội quán chuyên về hệ rồng của Ibuki. Vì Satoshi tin rằng đội hình hiện tại của bản thân đang quá yếu, không thể nào so sánh được với những Pokemon hệ rồng cấp cao của đối thủ. Mặc dù Snorlax đã làm lệch hướng hầu hết các đòn tấn công đến từ Kingdra, nhưng Kingdra đã giáng một đòn Hydro Pump cực mạnh khiến cậu ta chào đảo. Sau khi lặn xuống nước để tránh tia sáng hủy diệt, Snorlax đã dùng một cú lấy thịt đè người, nhưng nó đã hoàn toàn vô hiệu khi ở dưới nước. Nhờ sự châu bò của mình, Snorlax đã nhanh chóng khiến Kingdra thấm mệt. Cậu tiếp tục né đòn tia sáng hủy diệt của đối phương, nhưng lần này đã khác khi Snorlax dùng Ice Burn thay vì Body Slam. Dù hệ băng không thể gây siêu hiệu quả lên sông hệ rồng và nước, nhưng nó vẫn đủ để khiến Kingdra lên bảng điểm số và 1-0 dành cho Satoshi. Dù có thể chiến thắng rồng Rill, nhưng vì thể lực đã bị suy giảm khá nhiều, nên Snorlax đã để thua rồng Phát Gyarados, nhưng chung cuộc chiến thắng vẫn thuộc về Satoshi và cậu ta đã giành được chiếc huy hiệu cuối cùng cũng như đủ tư cách để tham dự Liên minh Johto. Và trong trận đầu tiên tại vòng loại trực tiếp của Liên minh Johto, Satoshi đã gặp ngay đối thủ từ thở nhỏ của mình, chính là Shigeru. Trận chiến đã diễn ra cực kỳ mờ nhạt khi Shigeru áp đảo Satoshi hầu như về mọi mặt. Đến thời gian nghỉ giữa hiệp thì Satoshi chỉ còn lại 3 Pokemon, cực kỳ bất lợi khi so với 5 Pokemon của đối thủ. Nhưng không sao, vì đã đến lúc Snorlax chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình. Ngay khi vừa ra sân, Snorlax đã trúng phải đòn lửa sấy đến từ Arcanine, nhưng nó hầu như không hề gây bất kỳ tổn thương nào lên người Snorlax và chỉ bằng một cú Hyper Beam uy lực, chú cuốn của Shigeru đã mất khả năng chiến đấu. Đối thủ tiếp theo của Snorlax sẽ là Nidoqueen. Dù bị đá một cú rất đau vào mặt, nhưng Snorlax đã tránh được tia sáng hủy diệt của đối thủ và phản công bằng một cú Ice Burn siêu hiệu quả lên người của Nidoqueen, khiến nó lăn đùng ra ngất. Có lẽ biên kịch không muốn Snorlax quá ao trình phần còn lại, hoặc là do muốn nhường show diễn lại cho con cưng là Charizard, nên họ đã khiến Snorlax trở nên cực kỳ yếu đuối khi bị Shizuo hạ gục một cách dễ dàng. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ để giúp Satoshi có thể vượt qua kỳ phùng địch thủ của mình và tiến vào vòng tứ kết. Sáng hôm sau, trong trận chiến cuối cùng của mình tại Liên minh Johto, Satoshi lại sử dụng Snorlax như một quân bài tẩy để khắc chế khả năng thôi miên đến từ đối thủ. Hazuki đã có một nước đi sai lầm khi cho Hypno ăn giấc mơ của Snorlax, khiến nó tỉnh dậy trong trạng thái cực kỳ khó chịu, và một đòn Hyper Beam đã khiến đối thủ phải trả giá. Sau thời gian nghỉ giữa hiệp, Snorlax quay trở lại chiến trường. Đối diện cậu ta là một con Steelix khổng lồ. Trận đấu chỉ vừa bắt đầu, kẻ địch đã ngay lập tức sử dụng đòn siết chặt để khống chế Snorlax, nhưng Ice Burn đã giúp Snorlax tạo khoảng cách và giành chiến thắng bằng tia sáng hủy diệt. Vẫn kịch bản cũ, sau khi dễ dàng hạ gục hai Pokemon của đối thủ, đã đến lúc Snorlax phải rời sân bằng việc thua Houndoom, kẻ đã phản công lại đòn Hyper Beam của Gấu Béo với uy lực đã được nhân đôi. Kể từ thời điểm này, Snorlax đã dành phần lớn thời gian của mình tại viện nghiên cứu của giáo sư Okido. Điểm nhấn lớn nhất của cậu ta kể từ sau chuyến hành trình tại vùng Johto là trong tập 426, khi Satoshi tiến đến thách đấu Frontier Brand Kogumi. Dù Pokemon của cô này toàn là hệ giác đấu, nhưng bằng một cách nào đó Snorlax vẫn có thể tỏa sáng dù chỉ là một Pokemon hệ thường. Mở đầu trận chiến, đối thủ đã sử dụng Hariyama. Satoshi đã tung ra Grovyle nhằm sử dụng tốc độ để đánh phủ đầu đối phương, nhưng đòn Focus Punch của Hariyama quá uy lực, ngay lập tức Grovyle đã phải gục ngã. Vì mỗi nhà huấn luyện chỉ được sử dụng hai Pokemon nên Snorlax đang gặp rất nhiều khó khăn. Khi Gấu Béo vừa ra trận, Hariyama đã liên tục đẩy cậu ta ra rìa sân đấu, nhưng Snorlax vẫn trụ vững và phản công bằng một đòn hút đầu. Hariyama tiếp tục sử dụng Focus Punch. Snorlax đã cố gắng thi triển
triển Protect nhưng thất bại và lãnh đủ cú đấm đến từ đối phương. Dù đang rất đau đớn, Snorlax vẫn cố gắng và né được cú đấm tiếp theo đến từ Hariyama. Snorlax đã tung một đòn Ice Burn ngay giữa bụng của đối thủ. Đòn tấn công này đã khiến Hariyama bị đóng băng và mất luôn khả năng chiến đấu. Đối thủ tiếp theo của Snorlax sẽ là Medicham. Trận đấu chỉ vừa bắt đầu, Medicham đã tung đòn quyết định với Focus Punch. Dù Snorlax đã cố gắng Protect nhưng cú đấm của Medicham khỏe đến mức đập nát lá chắn của Snorlax, không để gấu béo có cơ hội phản công. Medicham đã bội thêm một đòn hai Jump Kick, buộc Snorlax phải vượt qua giới hạn của mình. Satoshi ra lệnh cho Snorlax sử dụng Hyper Beam, nhưng nó đã bắn trượt và Snorlax phải nhận thêm một đòn Focus Punch từ đối thủ. Sau đó cả hai cùng thi triển cú đấm băng giá, nhưng lợi thế thể hình đã giúp Medicham né được đòn tấn công đến từ Snorlax, còn gấu béo thì đã bị đóng băng, không thể tiếp tục thi đấu. Tưởng chừng như trận chiến sẽ kết thúc ở đây, nhưng Snorlax đã tận dụng cơ hội này để thi triển Rest nhằm hồi phục lại toàn bộ sinh lực của mình. Mặc dù vẫn còn ngủ say khi băng vỡ, nhưng sức mạnh tình bạn đã khiến Snorlax tỉnh dậy đúng lúc và né thành công đòn hai Jump Kick. Vì bắn trượt tia sáng hủy diệt nên Snorlax cần thời gian để nạp lại năng lượng. Lúc này Medicham đang liên tục đấm vào người của Snorlax. Khi đối phương quyết định tung đòn kết liễu, gấu béo đã nhanh chóng phóng lên bằng tia sáng hủy diệt, tận dụng lợi thế trên cao. Snorlax đã tung một đòn Body Slam toàn lực, mang về chiến thắng chung cuộc dành cho Satoshi. Có thể nói Snorlax là một trong những Pokemon mạnh mẽ nhất mà Satoshi từng có. Nó hầu như chưa bao giờ thất bại mà không kéo từ 1 đến 2 Pokemon của đối thủ. Khả năng cao là trong tương lai sẽ rất khó xuất hiện một Pokemon vừa đáng yêu vừa thân thiện nhưng lại mang trong mình một sức mạnh đáng kinh ngạc như là Snorlax. Có lẽ đó cũng là lý do khiến nhiều người yêu thích Pokemon này, trong đó có cả mình. Và bên trên là toàn bộ những gì mà mình có thể nói về Snorlax của Satoshi. Ở các phần phim sau này cậu ta vẫn xuất hiện rải rác nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến diễn biến của tập phim nên mình xin phép không nhắc đến. Video tiếp theo anh em muốn mình làm về Pokemon nào của Satoshi hoặc bất cứ chủ đề nào liên quan đến Pokemon thì nhớ comment phía dưới. Cảm ơn tất cả anh em đã xem đến hết video. Bây giờ thì tạm biệt.